Câu hỏi đầu tiên là cái gì anh mất tiêu? Câu hỏi đầu tiên là cái hình tượng tâm Oh, té, tâm té dạ. Với lại hay là là lực lượng ngôi sao những đúng không? MV, dạ đúng rồi. Yes, nó cũng tùy vào MV, tùy cái nội dung, chứ không phải cái nào mình cũng cứ lợi dụng cái quen biết rồi thân tình rồi mọi người cảm mến rồi cứ như lợi dụng tình cảm, không? Rất sợ điều đó, rất ngại. Và cái nhân vật nó đặc để cái phù hợp vô cùng. Ví dụ một bài ballad nhẹ thôi để bưng hết và ngôi sao cũng đình đám vô họ làm cái gì trong đó. Đó, mình phải tính toán cho nó hợp lý, chứ không phải là cái nào cũng có thể xài cái quyền ưu tiên của mình đó. Cái lệnh bài đó mình xài nhiều quá hơi phí phí phạm để dành nó xứng đáng. Có thể nói một chiến lược của Hưng cũng không có phủ nhận, không có xấu hổ, tại vì những người đó là những người có quá nhiều fan, có nhiều khán giả, và Hưng phải biết lợi dụng cái điều đó, để Hưng xin thêm tình cảm từ những người fan của các ngôi sao đó, để cho cái MV của mình được nhiều người coi hơn, bài hát của mình hit hơn. Hưng không phải là ca sĩ 17, 18 tuổi để chờ một ngày bừng sáng rồi tạo ra đám đông lớn hơn nữa. Hơn 20 năm rồi, trước đó không tính. Đứng trên sân khấu chuyên 20 năm và cũng biết mình cũ chứ nha, và những cái cách anh đang làm để chống cự lại với tất cả những định kiến lâu nay hoặc là những cái thời hạn mà nó vô phép tắc mà tự ai đã đặt ra điều đó cho các ngôi sao ca sĩ vài năm là lại mất tiêu rồi đi xuống, không có chấp nhận điều đó, cho nên làm tất cả mọi thứ để em chứng minh rằng là không có xuống và đứng đây vẫn mãi mãi là được cái người lựa chọn. Đó là không biết do vì sao không mời các ngôi sao, thật sự là nó phải hợp nữa, những người đó phải phù hợp. Như trong cái clip này anh Thành Lộc là lựa chọn đầu tiên đến Quang Linh, hai người đó Vũ Hà. Lúc đầu thì thu âm xong đó thì Vũ Hà nói có cho tao quay không, thì có chứ, vui vẻ rồi có mày rồi. Nhưng mà cuối cùng bàn tới bàn lui đổi kịch bản, giờ chót là chỉ chọn những người độc thân thôi, thì Hà phải đợi cái clip sau. I'm sorry, mặc dù clip sao là clip sau, dạ cờ cờ clip clip sao, sau anh Thành Lộc anh nhấn mạnh sorry clip bạn không sao giống. hả? Rồi. Trường Giang là một người em, lần việc Hương cũng vậy nữa, nhắn tin á eo đàn xong có tôi vậy đó, và nói con đó mình khó xử vô cùng luôn đó. Nó thôi lần này, lần trước đã có Trấn Thành rồi, lần này phải có Trường Giang đó. Thì anh đặt ra ý tưởng câu chuyện của bộ phim này là cô dâu chú rể là những người độc thân cũ đó trong cái hội đó, và mời lại nha, mời lại cái đám người yêu cũ nè và những người độc thân bạn trong cái nhóm độc thân đó, cái hội hội đó đi đám cưới của mình, và ai cũng thể hiện cái tôi của mình như vậy, rần 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 lên như vậy, và cuối cùng ai cũng bỏ chạy sợ khi mà tung hoa, để lại cô dâu chú rể vẫn một mình tiếp tục độc thân với cặp đó. Và Trường Giang là một nhân vật khá hot, và anh đặt cái vấn đề ra là Trường Giang bị rủ rê quay ngược trở lại vì nhớ bạn bè xưa, nhớ cái hội của mình đó, mà cũng có thể chưa chắc gì Trường Giang đã quyết định xong mà vui hơn là khi cái hội cũ. Cho nên là nó quay về nó mới chơi chứ, dạ đúng đúng rồi, không? Chứ còn nhưng chán nó đâu quay về đâu. bởi vậy còn câu nữa là Ngọc Thanh Tâm ạ, cái câu mà Anh té Ngọc Thanh Tâm đó, dạ. đó là cái thông minh và cái trend và cái gắn cái hiện đại vào trong cái style xưa để cho khán giả vừa xem vừa thấy rất là vui, thú vị, vừa thấy lạ vừa thấy quen đó. Và cái yếu tố đó nó hoàn toàn hợp lý để cho người ta thấy giúp mình là 80 vẫn quanh đây và quanh đây vẫn nằm trong 80. Điều đó rất là dễ lựa chọn của các bạn trẻ, khán giả trẻ bây giờ họ xem nhiều hơn. Người xưa thì họ có nhiều tiền lắm nhưng mà họ không có vào trong YouTube hay là bình chọn hay là cày view, không có đâu, chỉ người trẻ thôi, và một chi tiết đó cũng có thể làm vui lòng các bạn trẻ hiện nay. Một tràng pháo tay, xin cảm ơn Hưng rất là nhiều. Thật ra khi làm cái tạo hình này xong á, có rất nhiều người nói giống có một chút xíu, một chút xíu này không nè, sẽ giống Dana, cũng Dana một chút xíu phần mắt này, cái là phần tóc này, rồi giống Rod Stewart, rồi giống giống John Michael, giống giống John Michael là khá nhiều, tại vì Hưng cũng thích cái anh này từ rất lâu. Cái ấn tượng về anh này hồi xưa là với nhóm Choi, thời điểm đó ai cũng để cái tóc này cả, đa số người thì sát hơn, có người bạc số 7 để cái đuôi thẳng hơn, xong hơn xíu, đa số như vậy. Nhưng cái anh này là để cái tóc này đẹp nhất trong tất cả mọi người, và nó gợi cảm vô cùng khi anh hát bài Cadet Whisper.
rồi đồng thời là cái hình ảnh này nó, cái tóc này nó sẽ giúp Hương che được cái phần tóc thiệt của mình, nó là tóc ngắn đó, chỉ có cách này thôi là hay nhất. Và đồng thời ekip của cô bé stylist đó, gửi cái hình loạt hình ra, nói ok anh đã thấy được ý của em rồi, anh sẽ chọn một cái hình, một cái kiểu tóc mà đúng như mình sẽ hài lòng luôn. Và Hương tới tiệm Just Style ở đường Văn Tần, nhờ một người bạn đó chọn cái mái tóc ra và Hương ngồi tự sẵn luôn cùng với cái mình đó. Hương tự cắt và tự chỉnh sửa tất cả mọi thứ từ từ, xịt keo hay là xoắn nó lại nó từ từ, đó là nghề của Hương này. Thật sự là đúng là rất yêu những nhân vật huyền thoại như vậy. Cái này nó dễ cho người ta trở về ngay lập tức liền với kỷ niệm nhanh nhất luôn. Hương có thể mặc bộ đồ này hoặc một bộ đồ khác một chút xíu, nhưng tóc chụp lên là nó thay đổi hoàn toàn 100%, thay đổi liền. Và nhiều người thích cái này lắm luôn, cũng không biết nó có thành trend hay không, hy vọng là như vậy. Và những cái bộ đồ kiểu này là bây giờ khó mặc lắm anh Lộc ha, quần ống gầy gãy xíu rồi rộng, hồi xưa rộng thênh thang và vai phải đổ mút nhiều đó, vậy nào mới đúng là dạ, vậy tay mới nhọn nữa, có cái quắt nữa rồi vai hồi